ở trong viên trung sao có nói chỉ có thế tôn nhiều đời nhiều kiếp nói lời thành thật cho nên cảm được tướng lưỡi rộng dài không giống với người thông thường Nhưng mà tướng lưỡi rộng dài Có thường tướng Có hiện tướng Thường tướng Là tướng lúc bình thường Cái lưỡi này ở trong miệng Hiện tướng Là khi thè cái lưỡi ra Có thể che cả khuôn mặt cái lưỡi thì rất mỏng có thể che hết cả khuôn mặt trên đỉnh có thể đụng đến tóc cái tướng này nó có tác dụng chính là chứng minh cho mọi người lời của tôi nói là sự thật mọi người nhìn thấy cái tướng này đối với lời chân thật của phật thì không hoài nghi phật thể hiện cái tướng này năm xưa khi còn tại thế rất nhiều ngoại đạo nhìn thấy cái tướng này thì rất là khâm phục liền quý y phật đà liền đi theo phật học tập cái điểm này chúng ta phải biết tuy là đệ tử của phật nhưng mà phật không bảo họ thay đổi đạo của họ ở trên kinh chúng ta xem thấy chúng ta thường đọc kinh địa tạng trong kinh địa tạng có cô gái bà la môn cô quy y phật giáo tiếp nhận sự giáo huấn của phật nhưng cô vẫn theo đạo bà la môn bà la môn là một tôn giáo ngày nay chúng ta nói là đa nguyên văn hóa cho nên phật là sự giáo học cho dù bạn tín ngưỡng tôn giáo nào bạn đều có thể học được hoàn toàn không phải bắt bạn cải đổi tôn giáo chỉ cần bạn đến học là được rồi học cái gì học trí huệ đoạn phiền não phá nhị chướng khai trí huệ thành phật đạo thành Phật đạo chính là chứng giác ngộ cứu cánh viên mãn đây gọi là thành Phật đạo cho nên Phật giáo hiện nay biến thành tôn giáo năm xưa thì không phải là tôn giáo năm xưa Thức Ca Ni Phật đi khắp nơi dạy học ngay hoàn toàn không phản đối tôn giáo hoàn toàn không bài trừ tôn giáo cũng hoàn toàn không miễn cưỡng ép bạn, bạn nhất định phải bỏ tôn giáo của bạn mà đến chỗ của ta để học. không có cái đạo lý này. chúng ta ngày nay kỳ thị tôn giáo của người khác, Như gì là sai rồi. hiện nay chúng ta biết được hết thì tôn giáo thần linh mà họ tín ngưỡng. Tất cả đại đức Tổ sư sáng lập Tôn giáo Các ngày từ đâu mà đến Các bạn biết được hay không Vẫn không phải là duy tâm sở hiện Duy thức sở biến hay sao Bạn hiểu được cái đạo lý này Là bình đẳng không phải là người khác dùng danh từ phật pháp để mà nói là pháp tánh pháp tánh lệnh như nhau một cái là pháp tánh một cái là tánh thức pháp sư Trung thôn Khang Long của Nhật Bản Lần đầu tiên Tôi gặp ông là 3 năm trước Ông đã 97 tuổi rồi Năm nay là 99 tuổi Ông nói với tôi Tất cả những người sáng lập ra tôn giáo trên toàn thế giới Đều là hóa thân của Bồ Tát Quang Thế Âm Lời nói này rất có đạo lý Bạn xem ở trong phẩm phổ môn có nói Bồ Tát quan thế âm Muốn lấy thân gì để độ thì Ngài hiện ra thân đó Muốn lấy thân Chúa Giêsu Để độ thì Ngài liền hiện thân Giêsu. Muốn lấy thân Allah Để độ thì Ngài liền hiện thân của Allah Giáo sư truyền giáo của đạo hội là Allah bạn thích đạo gì Thích học với người nào Thì Ngài liền hiện cái tướng đó cho bạn xem Chỉ là một người Lão Hòa Thượng Trung Thôn Nói có đạo lý vô cùng Tôi đi thăm ông Ông rất là vui Chúng ta cùng nhau nói chuyện những vị đệ tử của ông ở bên đó cũng có một vị tuổi tác tương đương với tôi sau này có nói với tôi cả cuộc đời của lão hòa thượng chưa hề nói những lời như vậy điều này chúng ta không thể xem thường phật giáo nhật bản không thể nói phật giáo của nhật bản không có người tài thật sự là có nhân tài tiềm ẩn người thông thường không biết được ông bình thường không nói có nói thì không ai hiểu nói ra thì sợ rằng mọi người phản đối không thể chấp nhận Lúc tôi qua đó Ông nói với tôi tôi đã chấp nhận Tôi nghe rồi rất là vui Đích thực là có điều này Từ trong cảnh giới của Hoa Nghiêm có nói Biến pháp giới, hư không giới, tất cả chúng sanh Cùng một pháp tánh Cùng một pháp thân ở trong kinh giáo đại thừa chứ gì đồng tu đều biết phật nói mười phương ba đời chư phật đồng chung một pháp thân nói là ba đời